chúng nó cả rồi. Chuyện lần này là ngoài ý muốn của Tuyết Tinh. Sau này mọi người chú ý một chút, là không có chuyện gì nữa. Đợi Thanh Linh xuất viện về, con và Tuyết Tinh sẽ đối xử với cô ấy như em gái. Cô ta không phải là em gái của em. Chúng ta sẽ đối xử với Thanh Linh không xa cách cũng không thân thiết. Con như đây là lời hứa của bọn con. Mọi người giữ kín với ba. Dì Nam, dì cũng đừng suy nghĩ nhiều. Thanh Linh sẽ hồi phục nhanh thôi. Dì nên chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh dựa vào đâu mà nói như thế? Làm to chuyện lên ba sẽ biết. Em muốn như vậy sao? Cứ làm như anh nói đi. Vậy mọi người thống nhất rồi nhé. Chúng ta về thôi. Có ngửi được đây là chỗ nào không? Đây là... em biết rồi. Đây là công viên. Tốt, em nói đúng rồi đấy. Đúng là công viên. Thanh Linh, hôm nay nhìn thấy em và dì Nam vừa nói vừa cười. Xem ra em rất vui. Là vì em đã biết ai đã làm em ngã rồi. Vậy em nói cho dì Nam rồi sao? Em có định nói cho dì ấy không? Em sẽ không nói với ai cả. Vì sao? Em đã hại Tuyết Tinh mất con. Bây giờ thì hòa nhau rồi. Nhưng mẹ vẫn sợ. Em sắp xuất viện về Đoàn gia rồi. Nhưng bây giờ mắt em vẫn không nhìn thấy. Thanh Linh, anh biết em đang sợ gì. Không cần sợ. Có anh ở đây sẽ bảo vệ em. Còn Tuyết Tinh, anh đã cảnh cáo chị ấy rồi. Anh tin chị ấy sẽ biết kiềm chế mình. Không sao đâu. Thế nào, hôm nay ra ngoài có cảm nhận được gì không? Có. Xương đào, cây vải. Em muốn ăn vải à? Em đang nói nguyên liệu. Mau ghi lại đi. Có hoa thiên trúc quỳ, còn có cả rêu. Rêu? Loài tảo à? Thật không ngờ trong nước hoa của anh còn có cả trong rêu nữa. Anh đã ghi vào chưa đấy? Ghi rồi, còn nữa không? Có thêm chút sô-cô-la. Không phải chứ, sô-cô-la mà cũng làm được nước hoa à? Đùa anh thôi. Thanh Linh à, cậu không sao chứ? Xin lỗi, tớ đến muộn. Lệ Lệ hả? Cái gì mà đến muộn? Tớ vẫn khỏe đây còn gì. Được rồi, tớ nói sai rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Làm mắt cậu bị mù thế này. Cậu có biết nói chuyện không vậy? Tớ không có bị mù, chỉ là tạm thời không thấy gì thôi. Sẽ mau khỏi thôi. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có về nhà họ Đoàn. Cậu không nghe, bây giờ thì tốt rồi. Xảy ra chuyện lớn như thế này nữa, đây là chuyện ngoài ý muốn. Sau này tớ sẽ cẩn thận hơn. Lại còn sau này nữa, lần này là không nhìn thấy, mất cả mạng luôn rồi đấy. Nhưng mà tớ không về Đoàn gia thì còn đi đâu được? Bây giờ mắt của tớ không nhìn thấy gì. Nếu không có ai chăm sóc thì tớ chẳng làm được việc gì. Ít nhất ở Đoàn gia, mẹ tớ có thể chăm sóc cho tớ. Hay là cậu đến nhà tớ đi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Cậu còn chồng và con nhỏ, chăm sóc tớ thế nào được? Vậy hay là cậu dọn ra ngoài ở một mình, tớ và mẹ cậu có thể thay nhau chăm sóc cậu. Không cần đâu. Như vậy không phải là phá hoại cuộc sống hạnh phúc của hai gia đình rồi sao? Yên tâm đi Lệ Lệ. Nói thế nào thì mẹ tớ cũng là bà chủ của nhà họ Đoàn. Tớ sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Tớ chỉ sợ có người cậy thế cậu không nhìn thấy gì mà bắt nạt cậu. Coi như trước đây tớ và Đoàn gia có ân oán, thì bây giờ tớ bị thương thế này là cơ hội để đền lại đi. Cậu ngốc quá. Cậu nghĩ như vậy, nhưng mà người khác không nghĩ như vậy đâu.
Thật ra người nhà họ Đoàn cũng rất lương thiện. Tôi phải nói với cậu thế nào đây? Mắt của cậu không nhìn thấy gì, đầu của cậu cũng hồ đồ rồi hả? Được rồi, được rồi, nằm xuống đi. Nằm xuống. Cậu yên tâm đi. Về đến nhà rồi, chậm thôi, cẩn thận. Về rồi à? Anh ở nhà. Anh ở nhà đợi Thanh Linh. Chào đón nó về nhà, cảm ơn chú. Nào, ngồi đi. Anh đi làm đi, đừng để trễ. Không vội. Sao con lại về rồi? Con có chút việc à? Thanh Linh, bây giờ em ra ngoài được không? Đi đâu vậy? Con có thể đi đâu? Đương nhiên là đi làm rồi, em cũng muốn làm việc mà. Ba định để Thanh Linh ở nhà nghỉ vài ngày đã. Ba, thực vật làm nước hoa mà Thanh Linh đề xuất ra nhân viên ở sự hóa học làm không được. Để cô ấy ở nhà nhàn rỗi, chỉ bằng để cô ấy tận dụng năng lực của mình. Đi thôi. Đi từ từ thôi nhé. Anh xem hai đứa nó kìa, bây giờ mối quan hệ tốt hơn rồi. Chỉ vì công việc thôi. Anh đừng lo. Em cũng không muốn để Thanh Linh ở nhà suốt rồi thấy bức bối. Em không sợ hai đứa nó ở cùng nhau lại xảy ra chuyện gì à? Không phải là anh quan tâm đến sức khỏe của Thanh Linh à? Thì ra là lo chuyện này. Thật xấu hổ. Anh nói gì cơ? Anh nói con gái của em là nỗi xấu hổ của anh sao? Đoàn Chính Hoa, anh mà còn nói xấu con gái của em mà không ngại thì em không còn gì để nói với anh nữa đâu. Chị Tuyết Tinh, em chọn ít bánh ngọt, chị muốn ăn chút không? Không ăn đâu, mai có cuộc họp hội đồng, chị cần chuẩn bị. Trong nhà chị dạo này thế nào rồi? Còn có thể thế nào nữa? Hôm nay chị cũng nói thẳng với em, chị và Tiên Lãng phân chia ranh giới, chị chỉ có thể nhận em là em dâu duy nhất thôi. Thật à? Đương nhiên rồi. Đợi sau này em được gả vào nhà họ Đoàn, công ty của hai nhà chúng ta có thể liên kết làm ăn, như vậy sẽ thành ông trùm lớn nhất trên thị trường quốc nội, có thể hô mưa gọi gió được rồi. Em tưởng chỉ đơn giản là thích em thôi, không ngờ chị lại tính toán xa xôi thế. Mọi người không ai không thấy vậy. Với lại ai mà không biết hai người bọn em sẽ kết hôn chứ. Chị, không phải lát nữa chị có việc sao? Vậy chị đi làm đi, em có việc em đi trước đây. Không ăn nữa à? Không ạ. Có phải vừa rồi mình nói hơi nhiều rồi không? Hợp tác tài chính. Bà còn chưa gả con sang bên đó, bọn họ đã bắt đầu có ý định như vậy rồi. Đoàn Thiên Lặng đối xử với con như thế, không ngờ bọn họ lại nghĩ thế được, lợi dụng tập đoàn Sơn Thành của bà. Tâm địa của họ con không thể chấp nhận được. Nhưng bà, con thật sự không cam tâm từ bỏ Thiên Lãng như vậy được. Với lại, cũng không phải chỉ có bọn họ mới lợi dụng được chúng ta. Ngược lại, chúng ta có thể lợi dụng họ được mà. Con gái của bà, cuối cùng con cũng được chút khí thế của bà rồi đấy. Không sai, Cúc Thế Bình ta là người có thù phải trả. Sang Sang, con nhẫn nhịn một chút, trước tiên hãy án binh bất động, theo dõi diễn biến. Ba, nắm bắt được gì rồi à? Con yên tâm đi, đến thời điểm mấu chốt, ba tự có biện pháp. Lão Đoàn, nào, Sang Sang. Chú Đoàn, nào. Thiên Lãng đến rồi à? Cảm ơn. Chú Cúc, đến rồi à? Ngồi đi. Ngồi bên Sang Sang đi. Qua đây. Ba, không phải chúng ta đã thống nhất cuối tuần mới gặp chú Cúc mà?
Sao lại gặp trước vậy? Con đang định về chú Cúc và đặt những món ngon nhất từ châu Úc. Giờ thì máy bay chuyển về cũng không kịp rồi. Có câu này của con, chú cũng vui lòng rồi. Chuyện của chúng ta có thể bỏ qua hết. Thiên Lãng, mời chú Cúc một ly rượu đi. Cảm ơn chú Cúc đã giơ cao đánh khẽ. Chuyện của chúng ta có thể bỏ qua hết, nhưng mà chuyện của Sang Sang chú không thể không quan tâm. Những tin đồn của cháu về chuyện quan hệ nam nữ chú cũng đã nghe rồi. Sang Sang có thể bỏ qua cho cháu, nhưng chú vẫn hy vọng cháu sẽ xử lý những chuyện đó cho gọn gàng. Lão Cúc à, chuyện này chắc ông có hiểu làm gì rồi. Không phải là chuyện quan hệ nam nữ gì đâu, đó là em gái của nó. Bạn gái của Thiên Lãng từ nhỏ đến lớn chỉ có mình Sang Sang. Không chỉ có thế đâu, cháu là một người có gia giáo. Ba, đây là chuyện giữa con và Thiên Lãng, ba đừng can thiệp vào. Không phải ba phải đi họp sao? Con đuổi ba đi đấy à? Lão Đoàn, ông xem đi, đây là con gái của tôi. Con gái tôi một lòng một dạ vì Thiên Lãng và nhà họ Đoàn gia của ông. Nếu mà các người đối xử không tốt với nó, để nó phải chịu thiệt thòi, tôi sẽ không để yên đâu. Lão Cúc, ông nói chuyện hơi nghiêm trọng rồi. Chúng ta giữ ý chút, không làm phiền thanh niên bọn nó nữa. Đi thôi. Sang Sang, chú còn làm như vậy đúng chứ? Cảm ơn chú Đoàn. Ba làm theo đi. Con có phải là con gái của ba không vậy? Ba, đi đi. Đi, đến chỗ của tôi, nói chuyện của chúng ta. Được, hai đứa nói chuyện đi. Bye bye. Chắc là họ nói về chuyện hợp tác. Họ thấy sau khi chúng ta kết hôn không thể nào. Hai chúng ta không thể kết hôn được. Hai người lớn ở bên kia, cô hãy đi nói là cô không thích tôi, không muốn kết hôn với tôi. Cứ nói là cô đá tôi. Đây là sự nhân nghĩa lớn nhất và cuối cùng tôi dành cho cô. Vẫn là vì Thanh Linh phải không? Thanh Linh là em gái của anh, không liên quan đến Thanh Linh. Coi như không phải cô ấy, tôi cũng không thể kết hôn với cô. Vậy tại sao anh hẹn chúng tôi đi ăn cơm lại còn chuyển từ cuối tuần đến hôm nay? Cuộc hẹn cuối tuần chỉ là cuộc hẹn gia đình, còn sự tình tôi không biết được. Tôi chỉ hy vọng cô đừng kỳ vọng gì vào tôi, vì đến cuối cùng chỉ làm cô thất vọng thôi. Coi như không phải là vì Thanh Linh, anh cũng không lấy tôi, lại còn đối với tôi là sự nhân nhượng cuối cùng. Đoàn Thiên Lãng, đừng tưởng vì tôi thích anh mà anh có thể thương hại tôi. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có mức độ thôi. Anh không lấy tôi cũng không phải là không lấy được anh. Được, chúng ta mỗi người mỗi kỳ, xem cuối cùng người thắng là ai. Thêm rượu vào, sớm quá. Với lại vị sô-cô-la đã lên men rồi. Cái này là mùi trái cây nguyên chất. Đây là quýt. Đúng vậy, thêm một chút. Ngọt quá. Bà đến kiểm tra con sao? Kiểm tra công việc thôi. Bà không cần phải làm vậy. Ở cùng với Thanh Linh thì đã sao? Bọn con sẽ không ở đây làm ảnh hưởng công việc. Với lại, với Thanh Linh mà nói, nước hoa là sinh mệnh của cô ấy. Đi với bà. Đi đâu ạ? Không phải con không lấy công việc làm trò đùa sao? Vị trí của con là ở khách sạn. Đi thôi. Mục đích của bà là muốn tách bọn con ra.
không nghe máy hả? Tại sao không nghe điện thoại? Ai vậy? Số lạ, không ai cả. Cho dù là điện thoại của ai, trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Con cố ý tránh sang sang là vì Thanh Linh sao? Con đừng có ép ba phải làm chuyện gì với Thanh Linh. Ba, chuyện của con và Sang Sang tại sao lại muốn nuôi Thanh Linh vào? Trừ khi con đảm bảo sẽ kết hôn với Sang Sang, không thì ba có thể hành động đó. Chỉ có Thanh Linh. Có chuyện gì? Anh làm gì mà không nhận điện thoại của tôi? Đang làm chúng ta gặp nhau. Hôm nay tôi không rảnh. Cô nói đi, có chuyện gì? Tôi quyết định từ bỏ anh rồi. Cái gì? Tôi nói là tôi đã quyết định từ bỏ anh rồi. Muốn gặp anh là muốn nói lời tạm biệt với anh. Có được không? Cô ở đâu? Lát nữa tôi sẽ nhắn thời gian địa điểm cho anh. Cảm ơn anh đồng ý gặp tôi. Đi thôi. Là các người ép tôi. Tôi không muốn như vậy. Một Thanh Linh. Loại nước hoa này là vì cô mà bôi lên đấy. Ai bảo loại nước hoa này là do cô tặng tôi chứ? Cô uống một mình đấy à? Anh đến rồi à? Mau ngồi xuống uống một ly đi. Tôi không muốn nói chuyện với người say rượu, bởi vì họ toàn nói linh tinh. Tôi không muốn uống say. Tôi có chết cũng không muốn nói tạm biệt với anh. Sang Sang, chúng ta có thể làm bạn. Đừng có lôi chuyện chết chóc ra. Anh thừa biết trong lòng của em anh quan trọng thế nào. Rời xa anh em như bị cắt vào da thịt. Sao anh lại nói ra được những câu tàn nhẫn như vậy? Sao phải khổ như vậy? Chỉ cần anh ở trước mặt em thì em không thể từ bỏ anh. Nhưng mà trong mắt của anh vốn chỉ không hề có em. Đoạn Tiên Lãng, em thật sự mệt lắm rồi. Đừng uống nữa. Đưa cho em. Xin lỗi tôi rất tiếc. Sang Sang, cô là một người con gái tốt. Tôi tin là cô nhất định sẽ tìm được một người thích hợp hơn tôi, đối xử tốt với cô hơn. Em là một cô gái tốt. Em là một cô gái tốt. Vậy tại sao anh lại không cho em một cơ hội? Bởi vì tôi bắt đầu tin vào duyên số. Duyên số ư? Em không nghe lầm đấy chứ. Đoàn Thiên Lãng tin vào duyên số ư? Vậy ý anh, một Thanh Linh chính là duyên số của anh sao? Tôi vì dài nhất trong tim đã đau khổ rất nhiều. Những năm gần đây tôi đã để trái tim của mình trong phạm vi an toàn. Nhưng từ khi gặp được Thanh Linh, mọi nỗ lực của tôi đã bị xóa tan hết. Bởi vì đứng trước mặt cô ấy, mọi nỗ lực đó đều vô vọng. Cô ấy có thể vô ý kiểm soát trái tim của tôi, làm cho tôi không thể tự kiểm soát được. Sau khi nhận ra chuyện này, tôi bắt đầu tin vào duyên phận. Cũng không có cách nào để có thể đến với một người con gái khác. Anh nói cô ta kiểm soát trái tim của anh. Em không nghe nhầm chứ? Càng ở gần cô ấy càng cảm thấy thân thuộc, như thể đã rất lâu đã quen nhau rồi. Trên người của cô ấy có một mùi hương tôi rất quen thuộc. Phải lại
Tôi đối với cô ấy không có chút cảnh giác nào. Sao sao? Cô nói xem đó không phải là duyên số thì là gì? Nghe anh nói như vậy thì ra em đã thua số phận. Xem ra không thể không phục. Sang Sang, Sang Sang, em đừng có uống nữa. Cô nghe lời đi, đưa cho em, đừng uống nữa. Mặc kệ em, đem uống. Sang Sang, để tôi đưa cô về nhà. Em đang khó chịu lắm, đợi lát nữa đi. Chờ từ từ đã. Em không mang tiền, anh trả tiền giúp em đi. Anh ơi, Sang Sang, đừng uống nữa, nghe lời đi. Anh không cho em uống, về anh uống đi. Anh uống ly rượu này đi, em đã bảo sao không quấy rối anh nữa. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Đi thôi, Sang Sang, tôi đưa cô về nhà. Sang Sang, không sao chứ? Thanh Linh. Mẹ, sắp 11 giờ rồi. Uống ly sữa này xong thì mau đi ngủ đi. Thiên Lãng chưa về sao ạ? Con đang đợi nó à? Có việc về nguyên liệu, giá cả đã tăng lên nên con muốn bàn bạc với nấy một chút. Chuyện này thì để mai nói, cũng như vậy thôi, không được. Hôm nay là phải quyết định. Nếu mà nấy không đồng ý thì con phải đi tìm nguyên liệu khác. Hay là để mẹ gọi cho nó. Mẹ, đừng làm việc anh ấy làm việc. Hay là mẹ vào nghỉ ngơi trước đi. Khi nào anh ấy về cũng có thể đưa con về phòng mà. Cũng được. Vậy con uống ly sữa này trước đi đã. Vậy mẹ lên trước đây. Con đừng đợi muộn quá. Con biết rồi ạ. Thiên Lãng à, đây là lần đầu tiên chúng ta gần gũi như thế này. Thời khắc tốt đẹp không chụp ảnh lại thì thật là đáng tiếc. Người yêu à, anh ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại. Thanh Linh. Thanh Linh. Thanh Linh dậy đi. Mẹ, sao con lại ngủ luôn cả đêm ở đây vậy? Thiên Lãng đâu? Anh ấy không về. Cả đêm nó không về hả? Cái thằng này, cả đêm không về.
Xin chào, số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Là Thiên Lãng ạ? Thiên Lãng, cả đêm con không về, sao không gọi về nhà một tiếng nào vậy? Đàn ông đàn ngang, một đêm không về nhà là chuyện thường tình mà. Có chuyện gì mà phải trách chứ? Cuối cùng đã khai thông rồi. Thiên Lãng, không phải em đang đang rất yêu đương đấy chứ? Cả tối em ở cùng với bạn gái. Thứ tình, chị nói linh tinh gì vậy? Thanh Linh, cô ngửi xem trên người nó có mùi nước hoa con gái khác không? Trước đêm chị làm gì vậy? Không sao chứ? Không sao, chị chỉ đùa thôi mà. Không chừng em lại bị chị đoán trúng đấy chứ. Anh lên phòng thay đồ, như vậy là quá tốt rồi. Nó cũng phải đi tìm đối tượng rồi. Không sao chứ? Dì Tô Na, Thiên Lãng, có việc à? Thanh Linh có chuyện cần nói với con. Vào đi rồi nói. Dì không vào đâu, hai đứa nói chuyện đi. Giao cho con đấy. Ngồi đi. Chuyện gì vậy? Tối qua em đợi anh cả đêm. Xảy ra chuyện gì à? Tối qua anh đi đâu vậy? Khách sạn có chút chuyện, anh phải tăng ca. Có phải đi gặp Sang Sang không? Sao anh biết? Trên người của anh có mùi nước hoa của Sang Sang. Nước hoa này là do em tặng cho Sang Sang. Phải. Hôm qua anh có đi gặp cô ấy. Em còn muốn biết chuyện gì? Dù sao chúng ta đã chia tay rồi. Em vẫn còn để ý anh ở cùng với người con gái khác à? Quần áo không làm gì sai, em bắt tụi nó làm gì? Nói cho anh biết, tại sao tối qua lại đợi anh? Em chỉ muốn hỏi anh, nếu mà dự toán ngân sách không thể kiểm soát được, anh nói em có thể thành thật một chút không? Em thật sự là chỉ muốn hỏi về việc ngân sách. Em chỉ vì vài đồng ngân sách mà đợi anh cả tối qua hả? Thanh Linh, em như vậy là có tùy tiện quá không đấy? Nhớ anh, sao không nói thẳng ra? Lo cho anh, sao không gọi điện cho anh? Chuẩn bị xong chưa? Anh xuống rồi à? Đây, nước sức. Sao mà Thanh Linh ăn xong nhanh vậy? Nó đi tìm Thiên Lãng bàn bạc chút chuyện. Chuyện gì? Em không biết. Bọn nó ở đâu? Trong phòng Thiên Lãng. Ai cho phép vậy? Anh nghĩ gì vậy? Ai đã nói rồi, không được để cho bọn nó gặp riêng nhau.
Chính Hòa. Chính Hòa. Sang Sang là một cô gái tốt, rất hợp với anh. Có cô ấy ở bên cạnh, em cũng yên tâm rồi. Thanh Linh, cô ấy đã buông tha cho anh rồi. Cái gì? Hôm qua đã nói với cô ấy, anh đã có người con gái định mệnh của mình. Vì vậy cô ấy đã quyết định từ bỏ anh. Sau này bọn anh sẽ không quay lại nữa. Vậy cô gái hiện giờ của anh chỉ có mình em. Em không suy nghĩ lại sẽ cho anh thêm một cơ hội sao? Ba, Thanh Linh, hôm nay con không cần đi làm, ở nhà với mẹ của con đi. Tại sao vậy? Hôm nay con không phải đi làm à? Lát nữa con đưa Thanh Linh đến công trường hoa. Con không nghe thấy lời ba nói sao? Hôm nay Thanh Linh không ra ngoài. Ba, con nghe lời chú. Tô Nam, Chính Hoa, đưa Thanh Linh về phòng đi. Đi thôi. Tối hôm qua con ở chỗ của Sang Sang à? Ba còn muốn biết gì nữa? Con đi làm đi. Sao vậy? Con phải đã nói là không gặp sao? Sao lại đến tìm em? Điện thoại cô tắt máy, cho nên tôi chỉ có thể đến nhà tìm cô. Điện thoại hết pin rồi. Sao vậy? Nhớ em à? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh còn nhắc đến chuyện tối qua à? Em đi anh về nhà, anh đông đầy lên người của em. Thối chết đi được. Vậy tại sao tôi còn ngủ ở khách sạn? Anh say đến như vậy, nếu như em đưa anh về nhà, chẳng phải chú Đoàn sẽ la em một trận tơi bời sao? Hơn nữa, mắt em khóc sưng hết lên, mọi người nhìn thấy lại hỏi này hỏi nọ, vậy thì rất khó coi. Tôi thật sự chỉ ngủ một mình ở khách sạn à? Tối qua hai chúng ta không xảy ra chuyện gì hết phải không? Có cần phải hỏi chắc chắn như vậy không? Rốt cuộc là có hay không? Không có, không có. Vậy chúng ta không có chuyện gì cả. Thật không? Thật. Cảm ơn cô. Tôi nghĩ chúng ta thật sự có thể tạm biệt rồi. Tô Nam, sao giờ này anh về rồi? Anh lên đâu rồi? Đang ở ngoài sân. Em đưa con bé vào đây. Anh có chuyện muốn nói với nó. Anh muốn nói cái gì? Tất nhiên là chuyện tốt rồi. Anh cố tình không cho Thanh Linh đi làm, rốt cuộc là muốn nói chuyện gì? Em yên tâm đi. Anh nhớ những lời em nói. Anh sẽ có cách phân xử. Mau đi đi. Chính Hoa, nếu như anh còn làm tổn thương con gái em nhất định sẽ rời xa anh. Chọn một hình vừa ý làm con rể đi. Đây là ý gì? Những cái này đều là anh đích thân lọc ra. Bất luận là dung mạo, học lực hay là địa vị gia đình đều rất được. Em thấy đó, Tuyết Tinh có Đình Hải chăm sóc, rất hạnh phúc. Thanh Linh của chúng ta cũng nên có một người chồng như vậy. Vậy cũng nên để Thanh Linh của chúng ta thích thì mới được, đúng không? Đợi sau khi mắt nó tốt lên thì để cho nó tự lựa chọn.
Nếu như đời này Thanh Linh không còn thấy được nữa thì em không để cho nó lấy chồng sao? Anh nói vậy là có ý gì? Thanh Linh, con nói đi. Con hiểu ý của chú nói. Chú yên tâm, con và Thiên Nhãn đã kết thúc rồi, sẽ không xảy ra chuyện làm cho chú lo lắng nữa. Chú tin con. Có điều, hạnh phúc của con đối với chú và mẹ con mà nói là rất quan trọng. Con gái luôn được gả đi, giúp con tìm người chồng tốt cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chính Hoa, Thanh Linh là con gái của em, chuyện của nó không cần anh bận tâm. Chuyện của em là chuyện của anh, con gái của em cũng là con gái của anh. Thanh Linh à, chú sống cùng với mẹ con cũng đã rất nhiều năm rồi, trước giờ chưa từng cãi nhau. Nhưng mà vì con, bà ấy lại muốn ly hôn với chú. Anh đừng nói nữa. Thanh Linh, con cũng không hy vọng chúng ta đã từng tuổi này rồi mà còn ly hôn phải không? Chính Hòa, anh đủ rồi đó. Tô Nam, hãy cho anh một lý do để phản đối. Anh làm như vậy rốt cuộc là sai ở đâu? Anh làm tất cả những chuyện này đều là vì cái nhà này. Con hứa với chú. Thanh Linh, mẹ, mẹ nghe chú đi. Thanh Linh, tại sao con lại hứa với ông ấy? Mẹ, chú nói đúng. Con không thể sống cả đời như vậy được. Đây không phải nhà của con. Nhưng chuyện hôn sự không thể miễn cưỡng bản thân được. Con không miễn cưỡng. Con đừng gạt mẹ. Mẹ biết trong lòng của con có Thiên Lãng. Như vậy mà gọi là không miễn cưỡng sao? Nói không chừng con có thể quên được anh ấy. Khi con có gia đình rồi, con sẽ quên anh ấy đi. Đây là lỗi của mẹ, là do mẹ tự tạo nghiệp. Đây là lỗi của mẹ. Mẹ, tất cả chuyện này đều là lỗi của mẹ. Tại sao ông trời lại trừng phạt con chứ? Chuyện mẹ làm sai nên để mình mẹ gánh chịu chứ. Mẹ, thật sự không nên đè lên con gái của mẹ, con gái đáng thương của mẹ. Mẹ, mẹ, đừng trách tôi nhẫn tâm. Làm như vậy tôi là muốn tốt cho mọi người. Ba, hai người cãi nhau à? Ngậm miệng ăn cơm đi. Ngậm miệng thì sao ăn cơm được chứ? Không ngờ hai người như vợ chồng son cũng có thể cãi nhau được. Chú Tinh à, ăn nhiều vào. Có chuyện này ta muốn thông báo với mọi người. Chính Hoa, không nói được không? Để cả nhà vui mừng một chút không tốt sao? Em xin anh đừng nói có được không? Thanh Linh sẽ lập tức đi xem mắt. Nếu như thuận lợi, cô bé sẽ nhanh chóng kết hôn thôi. Ba, ba lại tự mình quyết định à? Ba không có tư cách quyết định hôn sự của Thanh Linh, là từ Thanh Linh đồng ý. Thanh Linh,
Em bị mù chứ không bị điên. Xem mắt, có cần gấp vậy không? Con chú ý thái độ và lời nói của mình với em con đi. Ba của cô ấy là một Trường Nhạc, cô ấy tên là một Thanh Đinh, không phải là em gái của Đoàn Thiên Lãng này. Thanh Linh, mặc dù em đang sống ở nhà Đoàn gia, nhưng em vẫn là một người tự do, không nhất thiết phải nghe lời người khác chỉ được. Là tự do em quyết định.